MOSI, thiết bị có kích thước bằng máy nướng bánh mì tích hợp trên tàu Perseverance của NASA, đã thực hiện thành công nhiệm vụ tạo ra oxy trên sao hỏa trong loạt thí nghiệm. Từ tháng 2 năm 2021, MOSI đã chạy 7 lần, mỗi lần tạo ra khoảng 6 gram oxy mỗi giờ. Điều này ngang bằng với khả năng của những cây nhỏ trên trái đất. Kết quả mới được công bố trên tạp chí Science Advances hôm 31 tháng 8. Đây là minh chứng đầu tiên về việc thực sự sử dụng các tài nguyên trên bề mặt của một hành tinh khác và biến đổi chúng về mặt hóa học thành thứ có ích cho sứ mệnh của con người. Jeffrey Hoffman, giáo sư khoa hàng không học và du hành vũ trụ thuộc MIT, cựu phi hành gia NASA, cho biết. Mosi đã hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau trên sao hỏa, cả ngày lẫn đêm và qua cả bốn mùa. Nhóm nghiên cứu hy vọng một phiên bản lớn gấp 100 lần Mosi có thể tạo ra oxy cho các phi hành gia hít thở khi đến sao hỏa trong tương lai. Nếu không thể tự tạo oxy trên sao Hỏa, họ sẽ phải mang oxy từ trái đất và tốn thêm không gian quý giá trên tàu vũ trụ. Ngoài ra, sản phẩm của mosi cũng có thể dùng để chế tạo nhiên liệu tên lửa, yếu tố quan trọng giúp đảm bảo phi hành đoàn có thể bay trở về. Tên lửa sẽ cần từ 30 đến 45 tấn nhiên liệu oxy lỏng để đưa con người phóng lên khỏi sao Hỏa.